Một số thuộc tính chung tất cả phần tử đều có nha, tất cả các thẻ đều có thuộc tính này, nó rất là nhiều ha. Tuy nhiên các em sử dụng một số thuộc tính, ví dụ như class này, ID này, chúng ta sử dụng nhiều này, style này ha, thuộc tính style này. Đây là sử dụng thuộc tính để định dạng CSS, là inline, là trên dòng. Đây là CSS trên dòng. Đấy, chúng ta sẽ có một số ví dụ liên quan tới này. Đấy. Rồi mình phân biệt là ID và name. ID là không trùng các em ha, nó là duy nhất, còn name là nó có thể trùng ha, tên có thể trùng. Trong một số trường hợp thì chúng ta tên có thể đặt theo dạng mảng như thế này, nó lưu vào một mảng thông tin này. Đấy. ID là không trùng ha, nó là duy nhất trên trang ha. Còn còn thuộc tính name thì có thể là nó trùng rất là nhiều phần tử cùng tên với nha. Rồi chúng ta lưu ý một số thuộc tính này này. Khi nào cần sử dụng chúng ta xem ha. Ở đây có một câu hỏi là một thuộc tính nha, cùng một thuộc tính nha, rồi mà chúng ta sẽ truyền vào nhiều giá trị, nhiều giá trị, truyền vào nhiều giá trị nè. Câu hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra đây? Có nghĩa là khi trình duyệt á, nó duyệt qua, nó đọc qua thì nó sẽ chỉ lấy gì, giá trị đầu tiên hay là lấy giá trị cuối, theo giống như theo quy tắc mà nạp chồng ấy, nạp chồng lên ha, cái sau nó đè lên cái trước thì mất ha, thì nó lấy cái cuối này. Trường hợp tiếp theo là nó lấy cả hai luôn, nó duyệt lấy cả hai luôn, đưa vào danh sách mảng luôn. Đấy. Rồi cuối cùng là sai, bị lỗi, không hiển thị thông tin, thì theo các em là nó sẽ rơi vào trường hợp nào? Nó rơi vào trường hợp nào đấy các em? Rồi trường hợp nào đây? Lỗi. Rồi trường hợp này nó sẽ gì? Nó sẽ lấy thông tin đầu tiên nha, lưu ý nha, nó chỉ lấy giá trị đầu tiên thôi, nó sẽ bỏ qua tất cả những trường hợp phía sau. Mình kê khai bao nhiêu ha. Đấy. Đấy, mình khai báo các giá trị phía sau rất là nhiều, nhưng mà nó bắt gặp cái đầu tiên là xong, nó chỉ lấy cái đầu tiên thôi, kèm lưu ý ha. Bây giờ mình ví dụ nè, bây giờ giả sử ở đây là mình có hai thuộc tính đều là chiều rộng nha. Đầu tiên là mình xem lại cái kết quả này, đây là 300 này, đây là 300. Nếu như mình thêm một thuộc tính chiều rộng tiếp tục. Đấy, chiều rộng tiếp tục nha. Copy này mình sửa lại là 100. Đấy, 100. Nếu như nó thu nhỏ cho em ha, nếu như nó thu nhỏ lại nữa là nó sẽ lấy giá trị ban đầu vào giá trị sau nó sẽ bỏ qua. Đấy, mình làm tươi nha các em ha, làm tươi. Đó, các em xem này, kết quả nó thu nhỏ lại. Rõ ràng lúc này nó chỉ lấy giá trị ban đầu thôi. Đấy, trong trường hợp mình khai báo một thuộc tính nha, cùng một thuộc tính mà nhiều giá trị khác nhau thì nó chỉ lấy giá trị đầu tiên thôi. Đấy.